Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợ nha các bạn. Thì hôm nay là nói về từ 100 đến 200 có bao nhiêu số tròn trục. Thì thứ nhất các bạn phải biết số tròn trục nên mình lấy ví dụ nè. Ví dụ như 10, 1, 90 thì đây là những số tròn trục. Thứ nhất các bạn đếm giúp lợ coi số tròn trục là số bao nhiêu chữ số. 1, 2, 3, 1, 2. Vậy từ 2 chữ số trở lên. Thứ hai các bạn cần nhớ đó là hàng đơn vị nè. Hàng đơn vị là số mấy à? Hàng đơn vị là số không. Ok chưa ? Số tròn trục là số có 2 chữ số trở lên và hàng đơn vị là số không. Rồi, vậy từ 100 đến 200 thì các bạn hãy liệt kê ra từ 100 nè, 100 nè, rồi tới 101, 102, .. đến 200. Thì các bạn xem coi số nào có hàng đơn vị là số 0 à? Ta có là từ đây ta có là có 110, 120, 130, 140, 150, 160. Và các bạn từ 100 nên các bạn phải có thêm 100 nữa nha các bạn. Cẩn thận. 160, 170, 180, 190 và 200. Rồi các bạn từ đây các bạn đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 số. Được chưa ? Vậy có 11 số thỏa mãn để đề bài. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi.